Mời quý vị chắp tay niệm Phật trước khi chúng ta bắt đầu bài học. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta bắt đầu bài kinh Pháp Cú kệ số 9 và số 10 nhé. Anikasavo kasavang yo vatthang bhavida hisati apeto damasakche na naso kasavamarahati yo chavan takasavasa sile su susama hito upeto damasakche na sawe kasavamarahati. Ngài chánh thân dịch là kẻ nào có uế trược chưa lìa sẽ khoác lên tấm vải ca sa mà bỏ bê việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca sa. Còn vị nào có uế trược đã được tẩy trừ, khéo định tĩnh trong các giới, gắn bó với việc rèn luyện và chân thật, người ấy quả nhiên xứng với y ca sa. Và ngài Pháp Minh á, ngài dịch là ngài phổ thơ là ca sa mặc ở bên ngoài, tâm còn ô nhiễm cũng hoài lá y, buông lung giả dối hay gì, thà rằng không mặc mới y hợp thời. Trong tâm tẩy sạch bụi đời, chân thành khắc kỷ chẳng rời luật nghi, người tu y với lá y, cà sa tăng với từ bi khách thiền. Cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn thuyết lên bài kệ này đó là vào một lần ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên cùng với đại chúng đệ tử khoảng 1.000 vị được mời thỉnh một cái buổi lễ trai tăng. Thì khi cái nơi mà tổ chức buổi lễ trai tăng đó đó chính là trụ xứ gần Đề Qua Đát Tá mà chúng ta hay gọi là Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Qua Đát Tá đó là một tên rất là đẹp, mà chị uổng là sau khi mà Đề Bà Đạt Đa đó chia rẽ tăng đoàn thì không có ai sử dụng cái tên này. Chứ thực ra cái tên này rất là đẹp, Đê Quá Đát Tá. Thì Đê Quá có nghĩa là chư thiên, còn Đát Tá nghĩa là quà tặng. Đê Quá Đát Tá có nghĩa là tặng phẩm của chư thiên. Tên rất là đẹp. Thì khi trong cái buổi lễ trai tăng đó, có một cái bộ y phát sanh lên, thì những cái vị thí chủ á mới bàn với nhau. Có vị thì bảo là để cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất, có vị thì bàn là thôi để cúng dường cho ngài Mục Kiền Liên đi. Nhưng mà có vị thì lại nói là thôi, nhưng mà Đê Quá Đát Tá đó là thường, đại đức Đê Quá Đát Tá thường gần gũi chúng ta. Chúng ta cũng được nhiều cái ân huệ, và đây là một vị sư rất là thân thuộc, cho nên thôi thì hãy cúng dường cái bộ y này cho Đê Quá Đát Tá đi. Và số lượng cái người ủng hộ ý kiến là cúng dường cho Đê Quá Đát Tá rất là đông, cho nên cuối cùng thì bộ y đó đem dâng đến cho ngài, cho Đê Quá Đát Tá, có nghĩa là Đề Bà Đạt Đa đó. Chư Tăng khi mà thấy Đề Quá Đát Tá đắp y như vậy, Chư Tăng thấy chướng mắt, bởi vì hai vị thượng thủ thinh văn có ở đó mà lại không có dâng cho các ngài, mà lại dâng cho Đề Bà Đạt Đa. Thì sẵn đây đó, sư phân tích một số việc. Thứ nhất,
là cái khoảng thời gian xuất hiện của câu kệ này chắc chắn là phải trước khi Devadatta chia rẽ tăng đoàn. Bởi vì đó, nếu như mà sau khi Devadatta chia rẽ tăng đoàn thì không thể nào có chuyện cư sĩ họ mời 1.000 vị tỳ kheo có 2 ngày Xá Lợi Phất và 1 kiền liên lại xuất hiện Devadatta được. Đó thì trước khi Devadatta chia rẽ tăng đoàn thì sư phải nói là Devadatta là một vị rất là khả kính, rất là khả kính. Bây giờ chúng ta bỏ qua, giả sử như chúng ta bỏ qua một cái tương lai là Devadatta sẽ chia rẽ tăng đoàn, cho tới xét cho đến cái thời điểm mà xảy ra cái câu kệ này đó, thì đây là một vị tỳ kheo. Bây giờ quý vị tạm quên đi cái tên Devadatta, quý vị cứ nghĩ đây là một vị tỳ kheo giới hạnh trong sạch, giới hạnh trong sạch, sống thiểu dục duy túc, tu hành có hướng đến cái sự giải thoát, mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Ngài Xá Lợi Phất, ngài tu một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Ngài Mục Kiền Liên, ngài cũng vun bồi Ba La Mật trong một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà Devadatta, ông đã vun bồi Ba La Mật trong 2 A Tăng Kỳ. Ông chỉ còn thiếu con số lẻ là 100.000 đại kiếp thôi. Cho nên xét về khoảng thời gian vun bồi Ba La Mật, Devadatta thời gian gấp đôi ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Giới hạnh của Devadatta, giới hạnh của đây là một vị có giới hạnh trong sạch, có nghĩa là tất cả những học giới nào Đức Thế Tôn đã đưa ra thì vị này không bao giờ vi phạm. Và hơn nữa đó, ông tu hành chứng đắc thiền định và thần thông. Một vị A-la-hán xịn thì đắc ngũ thông, đắc lục thông. Còn ông chưa đắc quả vị thánh nhân. Có thể là do cái lời nguyện năm xưa, lời nguyện mà thành một vị độc giác năm xưa đó, cho nên ông không có đắc quả vị A-la-hán. Mặc dù vậy, ông vẫn chứng đắc thiền định và thần thông. Mà quý vị nghĩ đó, nếu như đặt trong thời này đó, thì đây quả thật là một vị tu sĩ rất là đáng kính, một vị Bồ Tát độc giác. Nhớ, một vị Bồ Tát độc giác đã tu 2 A Tăng Kỳ kiếp rồi, chỉ còn một con số lẻ thôi, giới hạnh trong sạch, thiểu dục tri túc, có cái ước muốn, có cái nguyện vọng, có mục đích, mục tiêu là tu hành đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Và cá nhân tu tập đó, thì đã chứng đắc thiền định và thần thông. Mặc dù trong bài kinh này đó, thì không nhắc gì đến cái sở chứng của Devadatta, cho nên chúng ta không biết được là thời điểm Devadatta xuất phát từ lúc mới xuất gia, có nghĩa là còn là một vị tân thọ tỳ kheo, hay là sau này khi đã chứng đắc thiền định và thần thông rồi, thì chúng ta không biết chắc. Đó là nói về cái sự tu chứng. Còn nói về gia thế cá nhân á, Devadatta xuất thân từ hoàng tộc, xuất thân hoàng tộc, là anh rể của Bồ Tát. Bà Yayu Đà La là em ruột của Devadatta. Đấy. Cho nên quý vị thử nghĩ vào thời nay ha, nếu như mà đem cái vị thế của một vị sư như thế vào thời nay, một vị Bồ Tát độc giác đã tu 2 A Tăng Kỳ kiếp, xuất thân từ hoàng tộc, bỏ hoàng tộc, bỏ tất cả của cải đó để đi tu. Nói về vai vế đó, là anh rể ở ngoài thế tục, anh rể ngoài thế tục của người đứng đầu ở giáo hội, vai vế rất là lớn. Đấy, cá nhân thì giới hạnh trong sạch hoàn toàn, trong sạch như vỏ ốc.
thiểu dục duy túc, chỉ mặc y phấn tảo, ở trong rừng, không có ở trong nhà, không đó, ăn uống chỉ đi ăn ngày một bữa, chỉ đi khất thực chứ không có thỉnh mời cha tăng. Và chứng đắc thiền định và thần thông có nghĩa là cái chuyện á, mà ông ngồi ở trên hư không ông thuyết pháp á, rồi phóng hào quang, phóng ra lửa, phóng ra khói, phóng ra nước, chuyện đó là cái chuyện hết sức bình thường, ông có thể làm được và làm một cách rất là nhẹ nhàng. Quý vị thử nghĩ nếu như mà trong thời nay á, thiên hạ sẽ đổ xô quỳ xì sụp mà lạy. Rồi các cái vị thiền sư nổi tiếng bây giờ đó, thời nay các vị thiền sư nổi tiếng thời nay, quý vị thử nghĩ đi, bao nhiêu vị mà được như vậy, được cái sở chứng sở đắc như Đê Quý Thách Tá, đã tu hai coi như là cái tài sản mà để dành của để dành, đã tu hai vuông bồi ba la mật, hai a tăng kỳ kiếp, giới hạnh ngon lành, có thiền định, có thần thông, có thể ngồi trên hư không thuyết pháp. Các vị thiền sư thời nay bao nhiêu vị được như vậy? Hơn nữa đó, cho tới trước khi mà chia rẽ tăng đoàn thì ông là một người tu hành có lý tưởng, và lý tưởng của ông là lý tưởng đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Nói để cho quý vị biết là vào cái thời điểm mà Đức Phật thuyết cái câu kệ này đó, thì Đê Quý Thách Tá không phải là một người bình thường đâu, không phải một người bình thường đâu. Và một chúng sanh thì không thể nào chịu trách nhiệm cho một lỗi lầm mà vị đó chưa có làm, đúng không? Giả sử như bây giờ quý vị chưa có giết người thì không thể nào tòa án bắt quý vị vì cái tội giết người, hoặc người ta sẽ kỳ thị quý vị về cái tội giết người. Hoặc bây giờ mặc dù có thể tương lai trong một năm hai năm đó quý vị sẽ vì một lý do nào đó quý vị giết người, nhưng mà đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại khi chúng ta chưa có làm những cái tội ác đó, chúng ta vẫn là một người bình thường, vẫn là một người công dân tốt. Thành ra đó, cho tới trước khi Đê Quý Thách Tá chia rẽ tăng đoàn thì ông là một vị tu sĩ rất là khả kính. Nhắc để quý vị, sư không có ủng hộ, sư cũng không có khen ngợi, mà sư chỉ trình bày một sự thật, đó là chúng ta đang nói về một con người mà trước khi con người đó chia rẽ tăng đoàn, họ là một người tu rất là ngon lành đấy, và thậm chí so với thời buổi bây giờ đó, hơn rất nhiều những cái vị nổi tiếng đương thời, hơn rất là nhiều đấy. Vậy đó, thân thế ngon lành, tu hành ngon lành, vậy đó mà chỉ vì trong một cái giây phút tà kiến xuất hiện, muốn chia rẽ tăng đoàn, toàn bộ mất sạch. Quý vị thấy, tu hai a tăng kỳ rồi, chỉ còn lại con số lẻ thôi đấy, mà chỉ cần còn là phàm thì còn có cơ hội bất thiện, còn có cơ hội tà kiến bất kỳ lúc nào. Thành ra đó, phàm phu của chúng ta không có gì đảm bảo được hết trơn. Đấy, đó là sẽ nói về Đê Quý Thách Tá. Như vậy đó thì thử hỏi tại sao mà đối với một người mà phàm nhưng mà giới hạnh, có cái lý tưởng tu giải thoát, có thiền định, có thần thông mà vẫn bị Đức Phật chê, thì một chút xíu nữa sư sẽ giảng ở phần sau. Cái lý do đó mà Đê Quý Thách Tá bị chê đó, không xứng đáng ở đây đó, là không xứng đáng so với các vị thánh tăng.
hai vị thượng thủ thinh văn, các vị thánh tăng, so với một cái vị phàm á, mà so với các vị thánh tăng thì các vị thánh tăng xứng đáng hơn, xứng đáng hơn ở cái chuyện mà mặc y. Chứ còn mà nếu như chúng ta suy nghĩ á, ngay cả một cái người ở cái cấp độ phàm phu mà tu hành như vậy mà còn không xứng đáng để đắp y thì ai mới là xứng đáng để đắp y? Thành ra sở dĩ Đức Phật nói cái bài kệ này là do so sánh với hai vị thượng thủ thinh văn là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, thì Đê Quá Đáp Tá còn một chặng đường rất dài phải đi, còn một chặng đường rất dài phải đi. Và cho đến thời điểm đó thì hai vị thượng thủ thinh văn xứng đáng để nhận y hơn là Đê Quá Đáp Tá. Đó là xin đang nói về cái trường hợp của Đê Quá Đáp Tá. Cái thứ hai là cái tâm lý của những người thí chủ. Xét về thời xưa, quý vị thấy là có vẻ như không có ổn. Mà chúng ta sở dĩ chúng ta thấy không ổn là bởi vì cái đối tượng chúng ta so sánh là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, đối chiếu tương phản với Đê Quá Đáp Tá. Thành ra chúng ta thấy nó tương phản rõ rệt, và chúng ta thấy rõ ràng là Đê Quá Đáp Tá không có xứng bằng ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên xứng đáng hơn trong chuyện nhận cái y cúng dường. Nhưng mà sư giả sử vào thời nay quý vị đi đến một ngôi chùa, thân quen với vị sư cả trụ trì của ngôi chùa đó, thường đến chùa làm lễ trai tăng, cũng thường mời ngài cả trụ trì về nhà để tổ chức trai tăng ở nhà đó. Rồi khi mà gia đình hữu sự đó thì cũng thường hay mời cái vị ngài cả trụ trì đó về. Rồi khi mà chùa có những cái khóa lễ hoặc là những cái công trình gì đó thì cũng thường có mặt quý vị để quý vị giúp đỡ. Có nghĩa là giữa quý vị và cái vị trụ trì của ngôi chùa đó thường có cái sự lui tới và cái sự giao tình không có kém. Giao tình nó không có kém. Và quý vị có cái ân huệ là được học đạo nha. Vị trụ trì này là một vị trụ trì rất là đáng kính, có giới hạnh, có thiền định, có thần thông luôn. Học đạo rất là đáng kính. Nếu quý vị đến và quý vị hưởng được rất là nhiều cái ân đức từ cái vị trụ trì này. Và một hôm chùa làm một cái khóa lễ trai tăng, thỉnh 1.000 vị tỳ kheo, thỉnh 1.000 vị sư về trai tăng. Trong đó đứng đầu là hai vị đứng đầu của giáo hội. Ví dụ như hai vị Tam Tạng pháp sư. Sư giả sử thôi, là vị Tam Tạng A và vị Tam Tạng B. Thì trong cái khóa lễ đó quý vị cúng dường là đầy đủ hết rồi, nhưng mà nó phát sanh một cái món quà, một cái vật phẩm rất là quý. Thì nếu so ra đó thì hai cái vị Tam Tạng A, vị Tam Tạng B thì xứng đáng hơn. Quý vị bàn với nhau là bây giờ phát sanh ra một cái vật phẩm này, nhưng mà bây giờ mua thì không kiếm ra được cái món thứ hai, không kiếm ra được món thứ hai, huống nữa là món thứ ba, chỉ có một món duy nhất thôi. Mà bây giờ đó đã tác ý đem dâng rồi thì không có chuyện mà rút về. Nhưng mà ba vị mà chỉ có một món thì dâng ai bây giờ? Có người cho là hãy dâng cho vị Tam Tạng A, có vị thì bàn dâng cho vị Tam Tạng B. Nhưng mà có vị thì nói là bây giờ đó hai vị Tam Tạng mà mình dâng chỉ dâng có một cái thôi thì nó kỳ. Dâng chỉ dâng có một vị thôi rồi vị kia tay không thì nó kỳ. Có khi các vị đó không nghĩ gì đâu. Có khi các vị đó không nghĩ gì đâu. Mà bản thân mình thấy nó kỳ. Đó. Rồi trong khi đó, cái vị trụ trì đó là một vị trụ trì rất là đáng kính, gần chùa
gần nhà, trước giờ vẫn thường lui tới, coi như là sư phụ đệ tử ruột của chùa đấy, rất thường hay lui tới và giao tế các mặt vân vân. Thì gần gũi thân thiết như vậy, thì trong cái nhóm của mình là cái nhóm Phật tử thân quen với chùa, nhóm Phật tử ruột của chùa, hình như là chùa nào cũng có một nhóm như vậy. Thì những con người này thì lại đưa ra một ý kiến nữa, thôi chỉ có một món thôi, thôi bây giờ tặng cúng dường cho ngài cả trụ trì đi đó, chứ còn cúng cho hai vị Tam Tạng đó, mặc dù quý thì quý nhưng mà cúng cho vị này mà không cúng vị kia nó cũng kỳ, mà chỉ có một món thôi đó. Rồi hơn nữa đó là cái chỗ thân quen thì có lẽ là nó khác tí xíu, thành ra đúng quý vị thấy không, nếu như mà đưa vào thời nay đó, chúng ta thấy cái chuyện này nó là cái chuyện không có nghiêm trọng lắm, nó là cái chuyện có thể hiểu được. Nhưng mà khi mà đưa về cái câu chuyện tương ứng vào thời kỳ Đức Phật thì quý vị thấy rõ ràng là nó có vấn đề. Bởi vì xét gì thì xét á, thì hai vị kia xứng đáng hơn. Sư không nói là cái vị mà quý vị thân quen á, nó không xứng đáng, sư không nói, nhưng mà hai vị kia xứng đáng hơn đấy. Thì thành ra đó, có khi người cư sĩ của chúng ta rơi vào bốn cái pháp thiên vị mà chúng ta không biết, chúng ta không để ý. Mà trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, Đức Phật dạy là do bốn pháp thiên vị mà một chúng sanh đi vào địa ngục. Mình cứ nghĩ là hình như cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi, nhưng mà Đức Phật nói do bốn pháp thiên vị mà chúng sanh gieo cái nhân đi địa ngục. Đó là gì? Thứ nhất, thiên vị vì lòng ham muốn, là thiên vị vì tham ấy, vì lòng ham muốn một cái gì đó mà chúng ta thiên vị. Cái thứ hai, hoặc là thiên vị vì thương, chúng ta thương một vị thầy, chúng ta mến một vị thầy, chúng ta gần gũi một vị thầy, thành ra chúng ta thiên vị. Thứ hai là thiên vị vì sân hận, đố kỵ, ganh tị, bỏn xẻn. Đó, vì cái lý do đó chúng ta thiên vị, đáng lẽ ra chúng ta cho đều, nhưng mà con người này mình không có thương, thành ra cho họ ít hơn một tí, hoặc là điều kiện của họ sẽ kém hơn một tí so với những người khác. Thứ ba đó là thiên vị vì dốt nát, thiên vị vì không hiểu giáo lý đấy, có nghĩa là thiên vị vì ngu si đấy. Và thứ tư đó là thiên vị vì sợ, có nghĩa là chúng ta ở dưới quyền của một người nào đó, chúng ta sợ bị hãm hại, hoặc chúng ta sợ bị mất đi những cái lợi lộc đấy, cho nên là chúng ta rơi vào bốn cái pháp thiên vị này. Thành ra đó, khi mà chúng ta cứ nghĩ là cái chuyện đó, một cái câu chuyện sư đưa cái câu chuyện xưa vào thời nay, quý vị cảm thấy cái chuyện này nó bình thường, nhưng mà khi đem ngược cái câu chuyện thời nay vào câu chuyện thời Đức Phật, nhân vật thay đổi, tên thay đổi, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cách cư xử của chúng ta có vấn đề. Đây cũng là một bài học. Và Đức Thế Tôn ngài nhắc lại một cái tích chuyện xưa. Là vào thời xưa đó, khi mà ngài còn là Bồ Tát, ngài là một con voi chúa ở trong rừng. Ở trong rừng đó có những vị độc giác Phật ấy. Thì con voi chúa và cái đàn voi đó rất là cung kính với cái vị này, rất cung kính với các vị độc giác. Thành ra đó, khi mỗi lần đi ngang qua thì đàn voi vẫn thường quỳ xuống đảnh lễ, phục vụ các vị này, và sau đó mới đi. Lúc bây giờ đó
có một người thợ săn. Người thợ săn này là tiền thân của Đê Quá Tát Tá. Người thợ săn này là một người thợ săn voi. Nhưng mà khi thấy con voi nó đảnh lễ dưới chân các vị độc giác, thì người thợ săn mới nảy ra một kế, đó là lấy một cái tấm y mặc vào người để giả dạng là một vị ẩn sĩ. Thì các con voi nó không nhận ra. Mà quý vị biết, cái người tu nó khác người đời. Tại vì người tu họ đắp cái y vào đó, quý vị để ý thôi, có nhiều vị khi chúng ta gần gũi đó, cái đức của họ đó, mà chúng ta gần gũi chúng ta thấy rất là an lạc. Và do Đê Quá Tát Tá là một vị Bồ Tát độc giác, mặc dù á ông chưa phải là độc giác, nhưng ông là một vị Bồ Tát độc giác. Ông đã tu hai A Tăng kỳ kiếp, thành ra khi ông đắp cái y vào, mặc dù do luân hồi ông quên sạch cái chuyện ông tu hành giác ngộ, chuyện tất cả những cái sự tu tập, tất cả các công hạnh ông không có nhớ cái gì hết, nhưng mà cái ba la mật khi xưa ông vẫn còn đó. Cho nên khi ông đắp cái tấm y của vị ẩn sĩ vào, thì tự nhiên ông sẽ trông có vẻ có tăng tướng, mặc dù khi đó ông chỉ là giả thôi. Thành ra các con voi nó không có nhận ra. Và như vậy đó, đàn voi vẫn đến đảnh lễ dưới chân của người thợ săn. Và khi cái đàn voi đi, thì người thợ săn giết cái con voi cuối cùng, con voi lạc đàn. Và cũng do cái phước thiện, do phước thiện năm xưa đó, cho nên người thợ săn có một sức mạnh rất là phi thường. Quý vị biết, một người đơn độc mà giết voi thì nó không phải là đơn giản đâu, không phải đơn giản. Cho nên người thợ săn phải có một sức mạnh phi thường thì mới có thể giết được con voi. Và đàn voi dần dần số lượng bị giảm thiểu. Con voi chúa lúc bây giờ là Bồ Tát của chúng ta. Để ý. Và cho đến một ngày, nó đến và có ý đi sau đuôi của đàn để xem coi chuyện gì đã xảy ra mà đàn voi trở nên giảm thiểu về số lượng. Thì khi đi cuối cùng như vậy đó, người thợ săn ra tay với con voi chúa. Trong Trưởng Lão Kệ đó, thì mô tả là cái mũi tên của người thợ săn bắn xuyên qua con voi, bắn xuyên vào con voi. Thông thường á, một cái mũi tên thì không giết nổi con voi đâu, voi nó da dày thịt béo lắm, giết không nổi nó. Tên bắn vào thì chỉ cắm một đoạn thôi, làm sao nó chết được. Nhưng mà đây là một người thợ săn có sức mạnh phi thường đấy, cho nên khiến cho con voi bị trọng thương. Thì con voi chúa giận dữ lấy cái vòi nó quấn quanh người thợ săn, ý định là giết người thợ săn này. Quý vị thấy, nếu như so với một cái trường hợp bình thường, tất cả mọi chuyện xảy ra đều hợp lý, đều hợp lý ha. Nó giết vợ mình, nó giết con mình, nó giết đồng bào mình, thì bây giờ mình có cơ hội là mình phải giết nó. Nhưng mà con voi lúc bấy giờ là Bồ Tát, thành ra đấy, cái suy nghĩ không có giống như chúng ta. Bồ Tát nghĩ như thế này: mặc dù kẻ này đã làm hại đồng bào của mình, nhưng mà người này đang khoác lên tấm y của các vị thánh nhân, và ta không thể nào để cho tấm y này nó bị ô nhiễm được. Cho nên con voi quyết định buông tha cho người thợ săn. Lý do là nó không muốn cái tấm y này bị ô nhiễm. Đấy. Thành ra Đức Đức Phật nói, cái người mà có tu hành ấy, có người có tu hành
và các uế trược đã được xa lìa, đã được đoạn tận, thì vị đó mới xứng mặc cái tấm y cà sa. Chứ không phải tất cả mọi người cứ đắp cái tấm y này vào thì đều là một người xứng đáng. Xin thưa, không phải. Đấy. Có lần khi mà sư đi khất thực thì thỉnh thoảng vẫn còn có những người họ hiểu lầm, họ cho rằng sư là giả sư đó, và họ có ý họ công kích, họ phỉ báng, họ mắng chửi. Thì có vấn đề nó như thế này. Thứ nhất là chúng ta nên cẩn thận đối với ngôn ngữ của chúng ta, nhất là đối với những người mà chúng ta không biết. Đừng cố tỏ ra thông minh đối với cái mà chúng ta không biết gì hết. Đấy. Và khi chúng ta lỡ mà chúng ta công kích, chúng ta mắng chửi, chúng ta vu oan cho một người, cái nghiệp đó chúng ta sẽ lãnh. Giống như Đức Thế Tôn sở dĩ mà bị nàng Chinh Cha vu oan, đụng bụng giả lập cái thai đó, vu oan cho Đức Phật, đó là bởi vì cái ác nghiệp thời xưa đó. Khi ngài là một vị tu hành cũng rất là khả kính đó, rồi ngài dẫn đệ tử vào trong rừng, thì khi vào rừng như vậy gặp một vị ẩn sĩ khác, có lẽ là do lòng đố kỵ thì mới buông một cái lời, nó cũng không tới cái mức mà nó nặng nề lắm đâu. Đó là ngó vậy thôi chứ chắc gì tu cũng không phải dễ đâu đó. Nhưng mà đó, vị này không biết được cái đối tượng mà Bồ Tát phỉ báng đó là một vị chứng thiền, và vị này đang nhập định. Và chính vì cái sự phỉ báng đó mà thành Phật rồi đó, vẫn không tránh được cái quả báo là bị phỉ báng. Thành ra đó, nếu như chúng ta mà bị người khác vu oan, bị người khác phỉ báng, thì hãy xem lại coi bản thân chúng ta có đã từng tạo cái nghiệp như vậy chưa. Đó là vội vã đánh giá một người mà không có tìm hiểu kỹ về họ. Mà tại sao sư nói cái chuyện này? Đó là bởi vì đó, khi có lần sư ôm bát đi khất thực, đi ngang qua một cái chợ, thì có một cái bà bán thịt, bà cúng dường sư cái bịch bịch sữa đậu nành và đậu hũ và khoai lang đó. Nhưng mà trước đó thì bà có để tiền, nhưng mà sư từ chối, rồi sau đó mới để cho sư cái đậu hũ rồi sữa. Và sau khi đặt bát xong đó, thì người này mới hỏi đó là: thưa sư, là ngoài sư ra đó, con còn thấy là có hai vị khác nữa cũng là đi ở đây, nhưng mà hai vị đó nhận tiền. Thì sư mới nói, trong đầu sư thì nghĩ là có khả năng đây là một vị sư giả, đây là những người mà giả sư, có nghĩa là đắp y trộm tăng tướng để mà đầu cơ trục lợi. Nhưng mà vì cái sự cẩn thận cho nên sư không có vội, mà sư nói là vị này là sư giả. Tại sao? Ở gần chùa Nam Tông đấy, chỉ có hai ngôi chùa, một là chùa Siêu Lý, hai là chùa Trúc Lâm. Hai ngôi chùa này đó, chư tăng cũng không có nhiều, và lui tới với nhau riết thì cũng biết mặt. Và sư đã từng gặp hai người kia rồi. Thì hai người kia là chắc chắn không thuộc về chùa Siêu Lý và chùa Trúc Lâm. Không thuộc về. Thành ra đó, nhưng mà nó còn một cái thể loại, đó là cũng là một vị xuất gia. Cũng là một vị xuất gia. Nhưng mà do cái cách tu, do cách sống
nó quá tệ, nó dưới mức trung bình riết rồi, không có một cái ngôi chùa nào dám chứa đuổi, nhưng mà không có gan để hoàn tục, mà vẫn còn đắp cái y và kiếm sống bằng cách này cách kia, thì vẫn còn những con người đó. Thành ra đó, để cẩn thận thì sư không có nói là họ là những người giả, mà sư chỉ nói là ở khu vực này, ở khu vực phường An Lạc A này thì chỉ có một ngôi chùa Nam Tông thôi, và chỉ có các sư đi khất thực thôi. Đấy. Còn những người khác là ở vùng khác tới. Đấy. Và cái tình trạng mà giả sư đó là một cái vấn đề nhức nhối, mà chính vì những con người không có tu hành gì hết, tự ý đắp y để mà đem lại kiếm chác cái tài lộc, bản thân nó là một cái điều ác, quý vị biết. Chẳng thà đó chúng ta cướp, chúng ta đi ăn cướp ăn trộm, cái nghiệp như vậy đó mà nó còn nhẹ hơn cái chuyện là đắp y mang bát và ăn trộm cái niềm tin của thí chủ, niềm tin của những người mà vì lòng tin họ đi họ bố thí. Cái cướp đó nó rất là lớn, cái kẻ cướp đó nó còn nguy hiểm hơn những kẻ cướp thông thường nữa, thưa quý vị. Mà Đức Phật nói đó, có những người mà trộm cái tăng tướng đó là kẻ cướp rất là lớn ở trong tăng đoàn, và kẻ cướp trong tăng đoàn không nói gì đến những cái người mà trộm tăng tướng, còn có những người đắp y sa môn mà không có hạnh sa môn, hay còn nói cách khác là có sa môn tướng mà không có sa môn hạnh, đó là mang hình thức là người tu nhưng mà nội tâm không có tu. Bản thân những con người đó sẽ đưa giáo pháp vào đêm tối, đưa giáo pháp vào cái chỗ diệt vong. Đừng suy nghĩ là giáo pháp này tuổi thọ 5.000 năm, nhưng mà đó, với những con người này họ có thể đem 5.000 năm đó rút ngắn lại rất là nhiều. Quý vị thấy những con người, chính những con người mà kém tu, có sa môn tướng mà không có sa môn hạnh, những con người đó khiến cho rất nhiều người họ mất đi niềm tin, họ không còn tin tưởng nơi không còn tin tưởng nơi Phật giáo nữa, và họ nhìn Phật giáo bằng một cặp mắt rất là kỳ thị. Đó là bởi vì do những người kém tu. Chứ còn nếu như ai ai cũng tu mà ngon lành ấy, thì đâu có chuyện mà người ta chửi cái đạo mình. Đấy. Và họ dịnh vào một số không nhỏ những con người sa đọa, và họ đem họ chửi luôn tất cả những người tu hành. Đấy. Và trong Trưởng lão Kệ đó, trong Trưởng lão Kệ, ngài Phú Xá đó, ngài có dạy như thế này. Vào thời vị lai sẽ có nhiều người đó đắp y của thánh nhân. Mà quý vị biết á, trong bài kinh Đầu Ngọn Cờ thì cái lá cờ của Phật giáo mình nó không phải là lá cờ bây giờ mà có nhiều màu như vậy, mà lá cờ Phật giáo nó là cái tấm y này. Bởi vì tấm y này là lá cờ A-la-hán, tấm y này là lá cờ thánh nhân. Ở đâu có tấm y này thì ở đó có ánh sáng, ở đâu có tấm y này ở đó có hạnh phúc, ở đâu có tấm y này ở đó có thánh nhân. Cho nên vào thời xưa, khi mà người ta chưa có sáng tạo ra cái lá cờ Phật giáo, thì cái tấm y này chính là lá cờ Phật giáo, nó là lá cờ của thánh nhân, là biểu tượng của chư Phật ba đời mười phương, là biểu tượng của những người xuất gia ly dục. Đấy. Nhưng mà ngài Phú Xá, đây là một vị trưởng lão A-la-hán, ngài dạy là vào thời vị lai sẽ có những người đắp tấm y của thánh nhân,
mang lên sa môn tướng mà không có sa môn hạnh. Họ là những người có cái bản chất giận dữ hay thù hằn, bôi nhọ kẻ khác. Vì danh vì lợi, họ ngoan cố, họ lừa lọc, họ ganh tị và đưa ra nhiều lý luận khác nhau. Đấy. Và với những cái kẻ mà có cái hành động thấp kém như vậy, họ tự mãn về cái sự hiểu biết giáo lý của họ, họ cho rằng họ hiểu biết giáo lý một cách thâm sâu. Đấy. Và chính vì họ nghĩ như thế, thành ra họ không có cái sự tôn trọng giáo pháp, họ xem nhẹ giáo pháp. Và từ khi họ xem nhẹ giáo pháp, họ cũng không còn kính trọng lẫn nhau. Và vào cái thời Vị Lai đó, những con người có cái giới hạnh tồi tệ, họ sẽ làm ô nhiễm giáo pháp. Họ sẽ, mặc dù cái giới hạnh của họ rất là thấp kém, mà họ lại tự tin khi phát biểu ở hội chúng. Đó là những cái người nghe ít, có nghĩa là ít học, thích nói nhiều, và những con người đó sẽ trở nên có thế lực. Còn những vị có giới hạnh thì khi mà họ phát biểu một cách đúng đắn thì lời nói của họ không có giá trị, và những vị đó trở nên yếu thế và không còn có sự nhiệt tâm. Bởi vì quý vị biết là những người mà tà sư, những người mà đi lại với cư sĩ, tiếp xúc nhiều với cư sĩ, liên hệ nhiều với cư sĩ, họ lấy lòng cư sĩ, họ giao tế, họ nói chuyện, họ làm cái này, họ làm cái kia để cư sĩ ưa thích họ, cư sĩ yêu mến họ, để mà cư sĩ cúng dường họ. Còn những vị chân tu, sư thường hay nói, những vị có trí mà họ không có nhu cầu lấy lòng của chúng ta đâu. Những vị có trí họ không có nhu cầu lấy lòng. Quý vị có cơ hội tiếp xúc những cái bậc mà thật sự mà trí tuệ đó, quý vị sẽ thấy họ không có nhu cầu lấy lòng của chúng ta. Mà chính vì như vậy họ trở nên khó sống. Bởi vì sao? Bởi vì cái thế lực tà sư nó lớn mạnh, nó khiến cho những cái vị mà sống chân thật nó trở nên kém dễ thương trong mắt người đời. Đó. Và họ sẽ thấy là những cái vị mà chân tu họ không dễ thương gì đâu mà xa cách, xa lánh. Và họ không có muốn tiếp xúc với những cái vị mà chân sư nữa, không muốn tiếp xúc với những cái bậc thiện tri thức nữa. Thành ra đó, dù cho những con người này đó, trí tuệ ngời ngời như vậy, nhưng mà họ cũng sẽ chịu cái sự ghẻ lạnh của hàng cư sĩ và sự ghẻ lạnh ở trong tăng đoàn. Cho nên Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, cho tới chừng nào mà những cái hàng trộm cướp nó lớn mạnh và nhà vua đó trở nên yếu kém, thì khi đó, đó người dân họ sẽ không dám ra đường, người buôn bán họ sẽ không dám mua bán, người phụ nữ họ cũng sẽ không dám đi ra ngoài, và nhà vua cũng không dám đi thăm những cái bờ cõi biên cương. Cũng vậy, khi mà các thế lực, các những người mà đắp y không có tu hành, họ trở nên lớn mạnh, những vị tà sư kém về giới hạnh, kém về sự tu tập, kém về sự rèn luyện bản thân, họ ưa thích sự gần gũi với cư sĩ, ưa thích giao tiếp với cư sĩ, ưa thích lấy lòng cư sĩ. Những con người đó, đó, nếu như họ trở nên lớn mạnh ở trong giáo pháp này, thì họ sẽ lấn át những con người hiền thiện. Những con người hiền thiện sẽ không có tiếng nói ở trong giáo pháp này, và họ sẽ bị đưa ra ngoài rìa của tăng chúng. Những bậc hiền trí, họ sẽ đi về những cái vùng xa, những cái vùng biên địa, đi lên rừng, đi lên núi. Đấy. Và như vậy thế gian sẽ chìm trong đêm tối. Họ sẽ mất đi
cái vẻ cái sự nhiệm màu của chánh pháp. Và cho tới khi nào mà những kẻ trộm cướp trở nên yếu kém, nhà vua trở nên mạnh mẽ, thì người dân sẽ thoải mái ra đường, người mua bán họ sẽ mua bán thuận lợi, người phụ nữ họ có thể ra ngoài một cách dễ dàng, và vị vua có thể dễ dàng thăm thú biên cương. Cũng vậy, cho tới khi nào mà những vị thiện tri thức, những vị giỏi, những vị trong sạch về giới hạnh, những vị rành rẽ pháp học pháp hành, những vị có giới hạnh tốt, có tu tập mạnh mẽ trong tăng đoàn, có tiếng nói trong tăng đoàn, thì những con người tà sư ác hữu họ sẽ yếu thế, họ sẽ lẫn vào trong đám đông, họ sẽ trốn ở trong đám đông. Thì như vậy chúng sanh sẽ được lợi ích. Còn ở đây đó, ngày Phút Sáng ngày nói đó, vào thời vị lai đó, sẽ có những người đắp tâm y của thánh tăng, nhưng mà trong nội tâm của họ đó, đầy ắp những cái dục vọng, và họ khoái tích trữ, họ trở nên là những vị tu sĩ giàu có. Thành ra nhiều người nói các sư giàu, sư phải nói là cái giàu là một cái lời nói nó rất là đau lòng, bởi vì nó cho thấy là Phật pháp đi đến cái giai đoạn mạt pháp. Khi mà cái chữ giàu đó mà đi đi gắn liền với những vị mà khoác lên cái tấm y mang cái biểu tượng ly dục, mang biểu tượng thiểu dục tri túc, thì đó là một cái sự nực cười đấy. Nó cũng giống như một cái người thầy giáo mang lên chức danh thầy giáo, nhưng mà cố ý để cho học trò nó dốt để có thể dạy thêm kiếm tiền. Hoặc là giống như một người bác sĩ cố ý làm cho bệnh nhân lâu khỏi bệnh để mà kiếm thêm tiền của bệnh nhân đấy. Thì như vậy đó, nó là một cái sự một cái sự mỉa mai đối với chánh pháp, khi mà đem cái chữ giàu có đó để mà gắn lên những vị tu sĩ khoác cái tấm y ly dục đấy. Mà cái này là sư không có phải sư tự ý sư nói, không phải sư tự ý sư nói, mà đây là ngài trưởng lão Phút Xá đó, ngài nói vào tương lai đó, thì họ không có, những vị tu sĩ đó, họ không còn chuyên chú, họ không còn ưa thích để mà an trú ở trong giới nữa, họ không còn ưa thích giữ giới nữa, họ sẽ bài xích giới. Những người giữ giới hạnh sẽ bị cười chê, và họ cho rằng cái sự giữ giới nó là chấp thủ, và những con người đó sẽ trở nên kiêu ngạo, đi đó đi đây thích thú trong cái việc gây gổ, nhưng như là những cái hàng động vật hoang dã. Rồi họ sẽ trở nên tự kiêu, dối trá, bướng bỉnh, nói nhiều, soi mói, tâm hoàn toàn là phàm, nhưng mà cố gắng cư xử như là một ông thánh đấy. Và dần dần họ sẽ có hai cái cực đoan. Một á, là họ sẽ cạo cái đầu, luôn luôn để cái đầu bóng lưỡng đó, cái đầu bóng cho nó đẹp, thoa dầu lên rồi làm cái này cái kia để cho cái đầu nó bóng lưỡng, nó đẹp, đánh bóng rồi soi gương được luôn ấy. Hoặc là họ để tóc, tu sĩ vào cái thời mạt pháp họ sẽ để tóc, và họ sẽ dùng những cái chất nhuộm, những cái chất keo để mà họ mút, để mà vuốt, để cho tóc tạo kiểu này kiểu kia cho nó đẹp đấy. Rồi họ sẽ trang điểm, họ sẽ làm đẹp. Thành ra phải nói bây giờ mà sư thấy những cái người tu mà có trang điểm sư ngại ghê lắm đấy.
rồi trang điểm, họ tô son, họ kẻ mắt, họ làm đẹp đấy, và họ sẽ bắt đầu họ nhòm gớm cái tấm y cà sa này. Họ thấy rằng cái sự đắp y này đó nó là cái điều bất tiện, và họ sẽ bỏ tấm y này để họ đắp vào những cái y phục khác thuận lợi hơn cho cái việc hưởng thụ các dục lạc, cho cái việc sinh hoạt của họ đấy. Và khi đó, đó cái biểu tượng, cái lá cờ của chư vị thánh nhân dần bị bỏ lại phía sau lưng. Họ trở nên lười biếng, ham muốn về danh lợi, và họ cảm thấy rằng cái việc mà sống ở rừng núi trở thành một cái chuyện gì đó nó xa vời, một cái chuyện nó rất là mệt mỏi, và họ sẽ sống gần các xóm làng. Thưa quý vị, nếu như mà một vị tỳ kheo nghĩ về dù cho vị đó ở trong xóm làng đi nữa, nhưng mà khi mà vị đó đi đến những khu rừng, đi đến những cái nơi trống vắng mà vị đó cảm thấy nhớ rừng như là con nhớ mẹ, cảm thấy muốn buông hết tất cả những cái lợi lộc để mà đi sống một cuộc sống đời sống ẩn sĩ, thì đó là cái người mà còn có thuốc chữa. Còn những con người đó mà họ nhìn cái đời sống tu sĩ, đời sống tu hành mà phải đi vào trong rừng, họ họ e sợ, họ e ngại, họ sợ những cái rủi ro khi họ phải sống sống trong rừng, thì khi đó là phải nói là bệnh đó là một cái bệnh trầm kha rồi, bệnh rất là nặng rồi, bệnh trầm kha đấy. Thì khi đó họ sẽ thích thú trong cái việc tà mạn, và họ không còn ưa thích chuyện học hành nữa, và họ sẽ đi đây đi đó. Quý vị thấy ví dụ như mở ra những cái nhà hàng, mở ra những cái tụ điểm để mà kinh doanh, để mà mua bán, thì đương nhiên là có rất nhiều những cái lý do. Nhưng mà dù cho anh có biện minh bằng cách này hay cách kia đi chăng nữa, dù cho anh có nói mở miệng anh bảo là độ sanh đi chăng nữa, thì tà mạn nó vẫn cứ là tà mạn đấy. Thành ra đó, một vị tu sĩ mà đi kinh doanh ấy phải nói là một cái điều rất là mỉa mai, rất là mỉa mai, thưa quý vị. Rồi họ sẽ thích thú trong cái việc đi đó đi đây. Trong một lần sư chưa đi miếng, thành ra sư nói quý vị đó, ở đâu thì cũng có người tu và cũng có người kém tu, cũng có người tu giỏi mà cũng có người tu chưa có giỏi. Thành ra đó đừng có đem cái đừng có gọi là quơ đũa cả nắm thì không có nên. Thì trong một lần sư có đi sư đến một ngôi chùa, đến một ngôi chùa, và sư thấy vị này dành cả hai bức tường hay là ba bức tường sư quên rồi, ở chánh điện á, chánh điện hai bức tường hay ba bức tường ngay chánh điện chụp toàn là hình vị này đi du lịch ở Đức nè ha, ở Úc nè ha, ở Mỹ, ở Canada, rồi ở này ở kia, nói chung là đi, chụp toàn hình đi du lịch không thôi. Thì sư thấy sư ngậm ngùi, bởi vì cái tiền mà thí chủ họ cúng dường những cái tịnh tài đó không phải để cho việc này đi du lịch. Mà nói gì thì nói, cái chuyện mà đi du lịch như vậy đó nó đem lại lợi ích gì trong cái việc tu học? Vị này sẽ học được cái gì trong cái chuyện mà đi du lịch như thế để mà về chụp hình rửa ra mà dán kín hết cả hai bức tường hoặc ba bức tường, hình như hai bức tường không có ba, tại cái bức kia là cái tường bên kia, hai chỗ còn lại một cái là thờ Phật rồi cho nên không có dán hình được, một cái là để cái cửa đi ra đi vào cho nên cũng không có dán hình. À đúng rồi,
còn hai cái tường còn lại đó là dán đầy hình đấy. Thì dần dần đó, họ sẽ không còn ưa thích cái chuyện mà đắp cái tấm y giải thoát nữa đấy. Và vào cái thời mạt pháp, người ta sẽ không còn muốn suy tưởng về ý nghĩa của tấm y mà mình đang mang. Xin thưa, cái chuyện mà cho một người cạo đầu đắp y rất là đơn giản, nhưng mà một cái bài học mà vì đó thường phải suy nghĩ, và đây là cái nhiệm vụ mỗi ngày của hàng tỳ kheo. Nhiệm vụ mỗi ngày đó là gì? Vì đó phải thường xuyên quán tưởng tứ vật dụng, trong đó có tâm y, ý nghĩa của tâm y. Đây là lá cờ của A La Hán. Mình đắp tấm y như thế này, mình có xứng hay không đấy. Hay là mình chỉ đang lấy cái y phục của thánh tăng để mà mình che lấp một cái nội tâm ô nhiễm, che lấp đầy những cái dục vọng thấp hèn đấy. Nó giống như một cái túi phân được bọc ở trong cơ thể người, không ai thấy hôi thối, nhưng mà một khi nó được bài tiết ra ngoài, cái mùi hôi không ai có thể chấp nhận được. Cũng vậy, hãy thử tự phải biết tự suy xét rằng ta đây đấy, có phải là đang mượn nhờ cái tấm y này để che đậy một tấm thân ô nhiễm hay không? Ta có xứng đáng để đắp tấm y này hay không? Và ta phải làm gì để xứng đáng với tấm y này? Đúng, tấm y này chỉ dùng để che thân, nhưng mà cái mà chúng ta đang che thân đó, đó là đại biểu, là lá cờ cho các cái hàng thánh nhân đấy. Ngay cả cái loài thú đó, mà nó nhìn cái tấm y này nó còn có sự tôn trọng, thì thử tự hỏi mình có xứng đáng hay không khi mà mỗi ngày mình đắp tấm y này, mình đã tu được cái gì, mình đã làm được cái gì đấy. Nhưng mà vào thời mạt pháp thì sẽ càng ngày càng ít những người chịu suy tưởng về cái tấm y này đấy. Và họ sẽ bỏ bê cái sự tu tập đấy. Thành ra nói như vậy không phải là để cho chúng ta thấy là thời này là nó mạt pháp rồi, thôi tu hành gì nữa bây giờ. Nhưng mà cái mục tiêu, cái mục đích mà Ngài Phú Xá, Ngài nói cái câu kệ này đó, để làm gì? Để Ngài nhắc nhở chúng ta. Nhắc nhở ở hai chuyện. Thứ nhất, khi anh đắp lên tấm y này đó, anh phải hiểu cái ý nghĩa của tấm y này. Và chính vì anh hiểu tấm ý nghĩa của tấm y này đó, thì anh phải nỗ lực để anh rũ bỏ đi những cái ô nhiễm của nội thân. Anh phải lo anh gột rửa, anh phải lo anh tu tập để anh có một cái nội tâm sạch sẽ, để anh trở nên anh xứng đáng, để cho khi anh đắp lên tấm y này nó không có bị dơ, nó không bị dơ bẩn, nó không bị ô uế bởi nội tâm của anh. Dù cho anh có tắm mỗi ngày, mỗi một ngày anh tắm 2-3 cử đi chăng nữa, anh tắm bằng dầu thơm, anh tắm bằng nước hoa, anh tắm bằng đủ thứ xinh đẹp, đủ thứ thơm tho, nhưng mà một cái nội tâm anh ô nhiễm đó, thì anh khi anh đắp lên tấm y này, anh sẽ làm ô nhiễm cái tấm y. Thành ra khi anh đắp lên, anh phải hiểu là anh có trách nhiệm để làm cho tấm y này không bị ô nhiễm. Nó có thể bị dơ bẩn bởi bụi, bởi đất, bởi những cái chất dơ từ bên ngoài vào, nhưng nó không được phép ô nhiễm bởi những cái sự dơ bẩn của nội tâm. Anh phải hiểu được chuyện đó đấy. Và vì đó phải lo gìn giữ cái giới hạnh. Tại sao hàng cư sĩ họ giữ năm giới, mà anh đắp cái y này thì anh phải giữ sa di, giữ 10 giới. Mà 10 giới này đó là 10 giới
nói ngắn gọn chứ thực ra nó còn bao gồm 10 điều trục xuất, 10 hình phạt và cộng thêm cái gì ta? Tự nhiên bây giờ đang nói sẽ quên rồi. Những cái điều học, những cái ưng học pháp, cộng thêm những cái ưng học pháp thì nó hơn 100 ấy. Và tỳ kheo 227 giới. Thì chính vì anh phải giữ nhiều giới như vậy đó, anh mới xứng đáng anh đắp lên tấm y này. Chứ còn hàng cư sĩ họ đâu có xứng để họ đắp lên tấm y này. Thành ra đó, khi anh đắp lên tấm y này, anh phải là một người xứng đáng. Cũng giống như một cái cây sào phơi đồ mà nếu như nó thấp quá đó, nó thấp quá, nó thấp lên cỡ đầu gối đó, mà chúng ta đi chúng ta phơi cái y phục mà chúng ta phơi như thế này, nó sẽ quét xuống dưới đất, nó sẽ dơ bẩn, nó sẽ không có xứng đáng. Có nghĩa là cái sào phơi đồ nó quá thấp thì nó không xứng đáng với tấm y, mà cái sào phơi đồ nó phải cao lên để khi mà máng cái tấm y lên nó không có quét xuống dưới đất. Cũng vậy, người cư sĩ họ chỉ có 5 giới, họ không xứng đáng được với tấm y này. Thành ra anh muốn anh xứng đáng với tấm y này, để anh khoác lên cái tấm y này, anh phải giữ được cái giới 227 giới. Mà xin thưa, nếu anh không giữ được 227 giới đó, thì anh giữ được 200 giới cũng là điều tốt. Anh không giữ được 200 giới, anh giữ được 150 giới cũng là điều tốt. Nhưng mà anh phải giữ giới. Chứ anh không thể nào nói là thôi bây giờ giữ giới là chấp thủ, giữ giới là giới cấm thủ, giữ giới là cái sự ràng buộc, giữ giới là cái sự đắp cái mền để cho nó ngợp. Thành ra là tôi không muốn giữ giới, thành ra tôi coi thường giới. Thì nó cũng giống như từ một cái sào nó cao, anh muốn giữ cái giới bao nhiêu thì cái sào anh nó cao bấy nhiêu. Anh càng xuống thấp thì nó sẽ thấp đến một mức độ nào đó, nó không còn xứng đáng để cho cái tấm y mà anh máng lên nữa. Đấy, anh phải có giới. Và anh phải thường xuyên anh rèn luyện. Anh rèn luyện. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là phàm. Chúng ta là phàm. Một cái nội tâm không rèn luyện đó, nó sẽ dần nó khuynh hướng về các ác nghiệp, nó khuynh hướng về những cái suy nghĩ bất thiện, nó sẽ dần tích lũy những điều ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi tà kiến. Tin đi, tin sư đi. Khi chúng ta không có được một cái nội tâm tu tập ấy, thì chúng ta sẽ trở nên là một cái con người dơ bẩn. Dù cho quý vị có tắm rửa một ngày ba cử đi chăng nữa bằng đủ thứ nước thơm, mà một cái nội tâm không có rèn luyện đó, nó sẽ trở nên nó ô nhiễm. Và sự ô nhiễm của cơ thể đó còn có thể tắm rửa được, mà sự ô nhiễm của nội tâm đó, thật sự mà nói người ta sẽ không chịu nổi. Đấy, thì khi đó chúng ta mới xứng đáng để mà khoác lên tấm y này. Có thể là đối với cái nhìn của sư đó, thì bài kinh này dành cho giới tu sĩ là nhiều. Nhưng mà khi mà phân tích như vậy, sư tin là bản thân quý vị cũng sẽ có được những cái sự lợi ích. Đặc biệt là những người mà có cảm tình với việc xuất gia và có cái khuynh hướng, có ý muốn đến việc xuất gia, thì chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của tấm y này và tự suy xét khi chúng ta đắp tấm y này, chúng ta đắp vì mục đích gì. Hãy nghĩ đến sự cao thượng của nó để không có làm cho tấm y nó bị dơ bẩn. Đấy. Thì bây giờ sư sẽ phân tích những cái từ ngữ ở trong cái bài kệ này. Đầu tiên á là Anikkasavo.
Anicca-Savo. Đây, Anicca-Savo thì đó là, có nghĩa là những cái phiền não ở đây đó là bao gồm những cái, là cái phiền não mà chưa có được tẩy trừ, là bao gồm là tham, sân và si. Si có là tà kiến đó. Ca sa quăng là cái y, cái y vàng, cái y cà sa của chư tăng đấy. Đó. Thì cái người mà phiền não chưa có được đoạn trừ mà đắp lên cái tấm y này đó, Bari đã hít sát tí đó, có nghĩa là đắp lên cái tấm y này. Mà cái người đó đó, cái người chưa phiền não mà chưa có đoạn trừ mà đắp lên tấm y này, mà trong khi đó Apeto Damascena có nghĩa là cái người mà không có sự chế ngự đối với lục căn, không có sự tu tập, không có sự chế ngự với lục căn và không có chân thật đúng theo cái giáo lý thánh đế, thì cái người đó đó Naso Kasawamaharati. Đây là cái tắt ha. Đúng ra đó thì nó là như vậy nè. Naso Kasawang Aharati. Đấy. Thì người đó đó sẽ không có xứng đáng để mà đắp lên cái tấm y này. Còn đối với những người, câu thứ 10, kệ thứ 10 là ngược lại. Với những người mà đã dứt trừ được những cái ô nhiễm, thì xin thưa đó, nói về những cái ô nhiễm á, thì nó có hai cái kiểu dứt trừ ô nhiễm ha, có hai kiểu dứt trừ ô nhiễm đó, dứt khỏi những cái sự ràng buộc. Chúng ta có hai, một á, là sự dứt khỏi tạm thời, và hai là sự dứt khỏi vĩnh viễn. Sự dứt khỏi tạm thời đó đạt được là ở cái mức độ phàm phu, là do hai lý do. Thứ nhất là do tu tập thiền chỉ, và thứ hai do chánh niệm, có nghĩa là tu tập thiền quán. Và cái sự dứt khỏi vĩnh viễn là chỉ cho các hàng thánh nhân, bởi vì các cái vị thánh, các ngài không còn cái sự ô nhiễm nữa. Thành ra sư mới nói là tại sao mà Đức Phật thuyết lên cái câu kệ này, mặc dù là Devadatta là một vị giới hạnh trong sạch, tu tập có hướng đến, có đích đến, có mục tiêu, có mục tiêu, và là một người có thiền định, có thần thông, có nghĩa là vị này đó dứt khỏi phiền não một cách tạm thời, vì đó làm được. Thì lẽ ra đó, trong trường hợp này Devadatta phải là một người xứng đáng để mà đắp cái y. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn, khi Đức Phật thuyết lên câu kệ này, là ngài muốn nhắc nhở Devadatta là cái chuyện mà cái sở chứng sở đắc của phàm phu đó, nó vẫn chưa là gì hết, mà phải hướng đến cái sự chứng đắc đạo quả. Thì cho tới khi nào đó chứng đắc đạo quả giải thoát đó, khi đó mới là cái điều chắc chắn. Chứ còn so với sở chứng của phàm phu, dù cho đó có là ngồi trên hư không thuyết pháp đi chăng nữa, so với sở chứng của phàm phu thì các vị A-la-hán vẫn xứng đáng để đắp tấm y này hơn là một vị phàm phu. Đấy. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là A-la-hán thì mới xứng đáng để đắp y. Nếu như vậy thì phàm cỡ như mình làm sao mà mình đắp y. Đấy. Thì nó có hai cấp bậc. Phật giáo có hai cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là chúng ta phải nỗ lực giữ giới, rèn luyện nội tâm, để mà đè nén những tiêu trừ, đè nén những cái phiền não bằng việc tu tập thiền chỉ hoặc thiền quán. Khi đó là chúng ta xứng đáng với cái việc đắp y ở mức độ phàm phu. Nhưng mà so với thánh nhân thì thánh nhân xứng đáng hơn để mà nhận được tấm y.
thánh nhân xứng đáng hơn để mà đắp y. Cho nên bài kệ pháp cú này không đơn giản là một cái sự chê trách, không đơn giản là một sự chỉ trích, mà nó còn là một cái lời khuyên, một lời đề nghị, đó là nếu như anh chưa đạt được cái mức độ xứng đáng của phàm phu thì anh phải nỗ lực để đạt được sự xứng đáng ở mức độ phàm phu. Còn nếu như anh chưa đạt được thánh nhân, anh đã tới cái mức độ phàm phu rồi, anh xứng đáng đắp y ở cái cấp độ phàm phu rồi, nhưng mà anh chưa chứng thánh thì anh phải nỗ lực để anh chứng thánh, tại vì thánh nhân mới là người xứng đáng nhất để đắp cái tấm y này đấy. Cho nên cái sự mà đã dứt khỏi những trói buộc này đó là chỉ cho cái sự dứt khỏi vĩnh viễn đấy. À, rồi trong cái si lê xú có nghĩa là cái tứ thanh tịnh giới ha, tứ thanh tịnh giới cái tứ thanh tịnh giới này đó thì nó bao gồm, thứ nhất á, là giữ tròn với bổn ba tư mốc khác, thứ hai là thu thúc sáu căn, thứ ba là sống chánh mạng, và thứ tư là biết quán tưởng tứ vật dụng. Thì đó là cái mà sư nói nãy giờ, để chúng ta có thể xứng đáng, để một vị tu sĩ đó xứng đáng đắp lên cái tấm y giải thoát này, thì vị đó phải là một vị giữ giới, phải là một vị giữ giới, chứ không phải là một vị có cái giới hạnh ô nhiễm, bượn cái tấm y này để khuất lấp, để che khuất những cái phiền não của nội tâm đấy. Và vì đó phải có sự thu thúc sáu căn. Thu thúc sáu căn, thu thúc sáu căn ở đây đó không có nghĩa là chúng ta chọc mù con mắt, không có nghĩa là chúng ta làm cho thủng màng nhĩ để không phải nhìn, không phải nghe, mà thu thúc sáu căn ở đây có nghĩa là vị tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Có nghĩa là sao? Khi mà mắt thấy cảnh sắc, vì đó không nắm giữ cái tổng thể. Có nghĩa là đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là con chó, đây là con mèo. Không nắm giữ tổng thể, không nắm giữ tướng riêng, đó là gì? Không nắm giữ chi tiết. Không nắm giữ chi tiết có nghĩa là không nắm giữ chi tiết, đây là mắt, đây là mũi, đây là môi, đây là tay, đây là chân, đây là da, đây là ngực, đây là những, đây là tóc, đây là âm thanh. Đấy, có nghĩa là không nắm giữ cái tổng thể và cũng không nắm giữ chi tiết. Đó là sự thu thúc sáu căn. Mà làm sao để làm được chuyện đó? Làm sao để làm được chuyện đó? Phải thực hành tứ niệm xứ. Chứ còn không thực hành tứ niệm xứ thì quý vị chỉ mãi mãi là một con vẹt thôi. Đó là mình nói thì nói rất là giỏi, nhưng mà mình không hiểu thực hành như thế nào. Thực hành đi quý vị. Khi quý vị thực hành thì chúng ta mới nắm được cái cốt lõi của việc là tại sao có thể làm được cái chuyện là nhìn mắt thấy sắc, mắt thấy hình ảnh, không nắm giữ cái tổng thể mà cũng không nắm giữ chi tiết. Phải thực hành. Và sự thu thúc sáu căn đó, nó còn có nghĩa là mắt không nhìn những cái không cần thiết, tai không nghe những cái không cần thiết, mũi không ngửi những cái không cần thiết, lưỡi không nếm những cái không cần thiết, thân không xúc chạm những cái không cần thiết, ý không suy tư những cái không cần thiết. Thế nào là mắt không nhìn những cái không cần thiết? Chúng ta chỉ nhìn cái gì mà nó làm tăng trưởng các thiện pháp thì chúng ta mới nhìn. Còn như chúng ta nhìn người khác phái để mà tăng trưởng các dục nhiễm thì chúng ta không nên nhìn. Chúng ta nhìn những cái lỗi lầm của người khác để chúng ta tăng trưởng cái lòng sân hận, cái lòng bất mãn thì chúng ta không nên nhìn. Chúng ta nghe những âm thanh nào mà nó giúp tăng trưởng những thiện pháp, như là nghe kinh tạng, nghe những cái lời dạy giáo lý, thì đó là cái nên nghe.
Còn nghe những âm thanh nào mà nó kích thích cái lòng tham dục hoặc kích thích cái lòng sân hận, như là ca nhạc, gọi là ca vũ nhạc kịch ấy, thì chúng ta không nên nghe. Đấy, là không nghe những thứ không cần thiết. Đừng nghe những cái gì là không cần thiết. Chuyện kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, chuyện làng trên, chuyện xóm dưới, chuyện người này chết, chuyện người kia chết, chuyện người ông này lấy bà kia đó, rồi rồi bà này đánh ghen với ông kia, những chuyện đó là những chuyện không cần thiết cho đời sống tu tập, đó là điều không cần thiết. Muốn biết rõ hơn thì vui lòng xem kinh Sa Môn Quả, có liệt kê những cái chuyện mà một cái vị tu hành hướng đến sự giải thoát, đối với các vị đó là những chuyện không cần thiết, bao gồm luôn cả những cái việc chơi, những cái trò chơi như là đá 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 banh ha, đá cầu, rồi nhảy dây, rồi chơi trốn tìm, rồi chơi bịt mắt, rồi bắt bịt mắt, rồi chơi đoán hình, bắt chữ, rồi vân vân và vân vân. Ngay cả đánh cờ cũng không có được. Người ta cứ nghĩ đánh cờ là cao siêu, thực tế đánh cờ nó không giúp gì cho cái chuyện tu hành giải thoát. Đấy. Rồi mũi bớt ngửi những cái mùi không cần thiết, đó là gì? Cái nơi nào mà cái chốn phồn hoa đô hội không có nên, không có nên mà tới mình hít hửi những cái mùi thơm mà không có cần. Rồi lưỡi không nếm những thứ không cần thiết, đó là gì? Đó là chúng ta không nếm những cái gì mà nó làm cho tăng trưởng cái lòng tham muốn. Thành ra đó, vị tỳ kheo á phải trộn hết tất cả những cái món đồ ăn lại ở trong bát á, khi vị đó ăn trong bát, vị đó phải trộn hết tất cả những món đồ ăn lại, ngọt mặn rồi canh rồi chè cháo, rồi trộn hết lại ăn chỉ để lấy no. Thân bất xúc chạm những cái không cần thiết, ngay cho đến chuyện tắm rửa. Theo luật nghe, theo luật vị tỳ kheo nửa tháng mới được tắm một lần. Đấy, chỉ có những ai á, chỉ những ai mà tuân thủ cái điều này đó, điều học này đó, nửa tháng tắm một lần, vị đó mới cảm nhận được cái sự rõ rệt, đó là cái sự tắm đó nó là tăng trưởng dục. Cái người mà họ không có tuân thủ á, bản thân các dục của họ tăng trưởng thường xuyên thì họ không thấy nó là cái dục. Mà chỉ những người đó mà giữ cái điều học này đó, vì đó mới cảm nhận rõ rệt là chính cái sự tắm rửa thường xuyên nó là tăng trưởng dục. Đấy, cho nên không có xúc chạm những cái không cần thiết, huống nữa là sự xúc chạm với những người khác phái. Đấy, rồi ý bớt suy tư những cái không cần thiết, đó là gì? Vì đó phải giữ, thường xuyên giữ chánh niệm, thường xuyên giữ chánh niệm. Mà nếu như vị đó không giữ chánh niệm á, thì vị đó phải thường xuyên nghĩ về giáo lý, nghĩ về những cái bài học giáo lý, đào sâu đào bới suy tư về giáo lý, hoặc là áp dụng những cái đề mục tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên. Đấy, có nghĩa là thường xuyên để cho cái tâm của mình an trú vào trong các pháp thiện, chứ không thể nào mình để cái đầu của chúng ta đó nó bơi đi chỗ khác, nó bay đi chỗ khác, nó chạy đi chỗ khác, nó đi tìm những cái mà nó hướng về, nó chạy về dục nhiễm, nó chạy về truyền hình tivi, nó chạy về những cái tư tưởng ô nhiễm, thì đó là cái sự tiếp xúc không cần thiết. Ngay cả như suy tư về ca nhạc, suy tư về phim ảnh, suy tư về chuyện đàn ông, chuyện đàn bà, chuyện làng trên sóng dưới, chuyện thế giới, chuyện vũ trụ, thì những cái suy tư đó đều là những suy tư không cần thiết. Đấy, thì đó là cái sự thu thúc sáu căn. Rồi cái sự mà sống chánh mạng là hồi nãy sư đã nói rồi đó, là không có nuôi mạng bằng những cái phương pháp tà vậy, có nghĩa là không có giao thiệp
với cư sĩ để lấy lòng cư sĩ, để mà buồn theo cái buồn của cư sĩ, vui theo cái vui của cư sĩ. Rồi suốt ngày nó, một là mình mở cái các cái dịch vụ kinh doanh, hai là mình thường xuyên mình đi kêu gọi hùng phước, kêu gọi làm cái này làm cái kia. Xin thưa, cái chuyện, ngay cả cái chuyện mà làm từ thiện á, thì đó cũng là chuyện của cư sĩ chứ không phải chuyện của một vị tu sĩ. À, một vị tu sĩ đó, giỏi lắm á, là chỉ thứ nhất á, là cho mượn chỗ, ví dụ cho mượn sân. Đó, chùa ví dụ như sân rộng đó, thì anh muốn tổ chức từ thiện thì anh có thể anh mượn ngôi chùa để anh làm cái sân, anh có cái sân để anh phát quà từ thiện. Hoặc là vị đó đứng trên danh nghĩa, có nghĩa là cho là cái người chứng minh thôi, chứng minh cho cư sĩ để mà cư sĩ họ đứng ra họ làm từ thiện. Chứ còn vị tu sĩ, vị đó chỉ có một nhiệm vụ là tu hành, và nếu như mà vị đó có làm một cái nghề gì để kiếm sống thì chỉ có làm được một việc, đó là đi khất thực. Ngoài ra những cái khác là tà mạng. Ví dụ như ở trong giới luật á, nó có một cái đó là vị tỳ kheo không được làm lại cái nghề cũ trước khi vị đó xuất gia. Thành ra đó, có lần mình phải nói là cái máy máy tính á, nó hư á, biết sửa nhưng mà lười không muốn sửa. Nó để cho cư sĩ đó, rồi quý vị sửa, ai sẽ sửa được thì sửa, không muốn quay trở lại cái nghề cũ nữa. Đấy, quý vị có thấy cái chuyện đó, nhiều người họ mang nghệ nhập môn, mang nghệ nhập thiền môn, có nghĩa là họ là một người thợ điêu khắc, họ vào chùa họ tu thì họ cũng ráng họ đem cái nghề điêu khắc đó bắt đầu họ điêu khắc, dù cho chúng ta mang cái danh xưng là điêu khắc tượng Phật, nhưng mà nó cũng là tà mạng, không có nên. Đấy, rồi và cái điều thứ tư là cái mà sư nói khô cổ nãy giờ, đó là gì? Quán tưởng tứ vật dụng. Đó là chúng ta thường xuyên suy tưởng, vị tỳ kheo thường xuyên suy tưởng là những cái vật dụng này đó ở đâu mà có, y phục này ở đâu mà có, ý nghĩa của y phục này là cái gì, và mình sử dụng y phục như vậy đó, mình đã xứng đáng hay là chưa, mình đã xứng đáng với cái y phục này hay là chưa, xứng đáng với cái gọi là màu cờ sắc áo, xứng đáng với cái y của thánh nhân hay chưa, cái nội mình có đang làm cái tấm y này nó bị ô nhiễm hay không. Đấy, rồi cho đến thực phẩm mình ăn vào đó, mình có làm ô nhiễm cái thực phẩm này hay không, có làm ô nhiễm cái lòng tin của thí chủ hay không, có chà đạp lên trên cái niềm tin của thí chủ hay không, có hay là không. Một vị tỳ kheo khi vị đó ăn, vị đó phải nhớ rằng ta ăn cái thực phẩm này đó, mà nếu như ta ăn bằng, ta không phải ăn để mà ta làm các việc bất thiện, mà ta ăn thực phẩm để cho ta vun bồi các thiện pháp, để cho ta có sức khỏe, ta tu tập. Và trong khi ăn, ta không thể nào ăn bằng một cái nội tâm ô nhiễm. Bởi vì nếu như ta ăn bằng một nội tâm ô nhiễm là ta đang chà đạp lên cái niềm tin của thí chủ. Mà ta phải ăn trong chánh niệm, ăn trong các suy tưởng về thiện pháp, cho đến cái chuyện ngủ nghỉ, cái nơi để ngủ nghỉ cũng vậy, cho đến cái thuốc chúng ta dùng cũng vậy. Đó là sự suy xét, quán tưởng về bốn món vật dụng. Thì khi đó đó, chúng ta mới xem như hợp cách, hợp cách để mà khoác lên cái tâm y của thánh nhân, dù ở cấp độ phàm. Và dù cho chúng ta có phù hợp với cái việc mà khoác lên tâm y của thánh nhân ở cấp độ phàm đi chăng nữa đó, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng chúng ta còn một cái cấp bậc cao hơn nữa. Còn một cấp bậc cao hơn nữa, đó là phù hợp xứng đáng với việc đắp y ở cấp bậc thánh nhân. Đấy,
Thì mặc dù cái câu kệ pháp cú này Đức Phật dành cho hàng tu sĩ, nhưng mà sư tin là cư sĩ quý vị khi mà nghe nó cũng có cái điều học, có những cái điều lợi ích. Đặc biệt là nếu như có những cái vị tu sĩ mà các vị nghe lại cái này thì nó cũng là một cơ hội để cho chúng ta ôn lại cái ý nghĩa của cái tâm y mà chúng ta đã mặc. Ôn lại ý nghĩa tâm y chúng ta đã mặc. Và đối với những vị mà có cái lòng hướng đến cái sự xuất gia thì đây cũng là cơ hội để cho chúng ta suy nghĩ chín chắn cái đường lối chúng ta tu, để cho khi chúng ta đắp y lên, chúng ta không làm cho tâm y nó bị ô nhiễm. Đấy. Và sư mong là cái thời pháp này sẽ giúp cho quý vị được sự an vui. À, do sự phước báo thuyết pháp chia sẻ chánh pháp đây, xin chia đều với tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya.